Xin chào tất cả các bạn. Thầy tên là Trần Quang Vinh, giáo viên trường Trung học thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập bài công thức tọa độ vector. Phần thứ nhất, thầy sẽ nhắc lại về biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ Định lý trong không gian OXYZ cho hai vectơ A có tọa độ là A1, A2, A3 và vectơ B tọa độ B1 B2 B3. Ta sẽ có cái tọa độ vectơ tổng vectơ A cộng vectơ B có tọa độ là A1 cộng B1 A2 cộng B2 và A3 cộng B3. Vectơ A trừ vectơ B có tọa độ là A1 trừ B1 A2 trừ B2 A3 trừ B3. Với k là số thực thì k lần vectơ a có tọa độ là ka1 ka2 và ka3 ta sẽ có các hệ quả. Hệ quả thứ nhất. Cho hai vectơ a có tọa độ a1, a2, a3 và b có tọa độ b1, b2, b3 thì hai vectơ a và b bằng nhau khi và chỉ khi a1 bằng b1 a2 bằng b2 và a3 bằng b3 tức là các thành phần tọa độ tương ứng của hai vectơ này là bằng nhau hệ quả thứ hai vectơ 0 sẽ có tọa độ là 0 0 0 hệ quả thứ ba cho hai vectơ vectơ a có tọa độ a1 a2 a3 và vectơ b có tọa độ b1 b2 b3 trong đó vectơ b khác vectơ 0 hai vectơ a và vectơ b cùng phương khi và chỉ khi tồn tại số thực k sao cho a1 bằng k lần của b1 a2 bằng k lần của b2 và a3 bằng k lần của b3 chất hệ quả thứ tư cho hai điểm điểm A có tọa độ xA yA zA và điểm B có tọa độ xB yB zB thì khi đó vectơ AB sẽ có tọa độ là xB xA yB yA và zB zA. Phần thứ hai thì nhắc về tích vô hướng của hai vectơ trong không gian Định lý. Trong không gian Oxyz, tích vô hướng của vectơ a có tọa độ a1, a2, a3 và vectơ b có tọa độ b1, b2, b3 được xác định bởi công thức. Tích vô hướng vectơ a vectơ b bằng a1 nhân b1 cộng a2 nhân b2 cộng a3 nhân b3. Từ đây ta sẽ có các cái ứng dụng. Ứng dụng thứ nhất để tính độ dài của vectơ. Cho vectơ A có tọa độ là a1, a2 và a3 thì khi đó độ dài vectơ A sẽ bằng căn bậc 2 của tổng a1 bình phương cộng a2 bình phương cộng a3 bình phương. Ứng dụng thứ hai dùng để tính khoảng cách giữa hai điểm. Điểm A có tọa độ xA, yA và zA và điểm B có tọa độ xB, yB, zB thì khoảng cách hai điểm này sẽ bằng căn bậc 2 của tổng (xB xA) tất cả bình phương cộng (yB yA) tất cả bình phương và cộng (zB zA) tất cả bình phương. Ứng dụng thứ ba dùng để tính góc giữa hai vectơ gọi phi là góc giữa hai vectơ a có tọa độ a1, a2, a3 và vectơ b có tọa độ b1, b2, b3 thì khi đó ta sẽ có cốt của phi sẽ bằng a1, b1 cộng a2, b2 cộng a3, b3 chia căn bậc 2 của a1 bình phương cộng a2 bình phương cộng a3 bình phương nhân căn bậc 2 của b1 bình phương cộng b2 bình phương cộng b3 bình phương công thức này ta có bằng cách sử dụng cái định nghĩa của cái tích vô hướng của hai vectơ thì sẽ bằng tích độ dài nhân cho cốt của góc tạo bởi hai vectơ như vậy từ đó cốt của góc tạo bởi hai vectơ sẽ bằng tích vô hướng chia cho tích độ dài phần thứ ba ta sẽ làm một số các ví dụ để ôn tập lại các cái công thức về tọa độ vector. Ví dụ thứ nhất, trong không gian OXYZ cho hai vector, vector A có tọa độ là 2, âm 3, 1 và vector B có tọa độ 1, 2 và 3. Tọa độ của vector 2 lần vector A trừ vector B là A 1 âm 5 2 B 5 âm 4 5 C 3 âm 8 âm 1 và D 3 âm 1 phi 4 Ví dụ này thì đơn giản ta chỉ cần sử dụng công thức về tọa độ của vector Ở trong đó thì ta sẽ có tọa độ của vector 2 lần vector A thì tọa độ 2 lần vector A sẽ là 2 x 2 2 x với âm 3 2 x với 1 rồi sau đó ta lấy tọa độ vectơ 2 lần a trừ cho tọa độ vectơ b như vậy từ đây ta sẽ được cái vectơ 2 lần a trừ vectơ b có tọa độ là 2 x 2 trừ 1 2 x âm 3 trừ 2 2 x 1 trừ 3 và từ đó ta sẽ có được đáp số tọa độ vectơ 2 lần a trừ b là 3 âm 8 và âm 1 Vậy từ đó ta sẽ chọn phương án C. Ví dụ thứ hai. Trong không gian Oxyz cho vectơ A có tọa độ 1 0 âm -1, vectơ B có tọa độ âm -1 1/2. Góc tạo bởi hai vectơ A và B là A 30 độ, B 60 độ, C 120 độ và D 150 độ. thì để giải cái ví dụ này ta chỉ cần sử dụng công thức tính góc tạo bởi hai vector nếu gọi phi là góc tạo bởi hai vector a và b thì ta sẽ có công thức cốt của góc phi thì sẽ bằng tích vô hướng chia cho tích độ dài hai vector và ta tính ra được là bằng trừ căn 3 trên 2 như vậy ta sẽ tìm ra được góc phi là bằng 150 độ. Vậy ta chọn phương án D. Ở ví dụ 3. Trong không gian OXYZ cho điểm A tọa độ 1, 2, âm 1. Điểm B tọa độ âm 1, 3, 2. Và điểm C tọa độ 3, âm 1, 1. M là điểm thỏa mãn đẳng thức vector, vector MA cộng vector MB trừ vector MC bằng 2 nhân vector AB. Tọa độ điểm M là A âm 1, 4, âm 6, B 1, 4, âm 6, C 1, âm 4, 6 và D âm 1, âm 4, 6. Để giải bài này thì ta chỉ cần gọi tọa độ của điểm M. Sau đó sẽ thay vào để ta tính được tọa độ của cái vector ở vế trái. Rồi ta tính tọa độ của vector ở vế phải. Sau đó sử dụng cái điều kiện để hai vector này bằng nhau là các thành phần tọa độ tương ứng bằng nhau. Từ đó mình sẽ tìm ra được tọa độ của điểm M. Ở đây ta giả sử tọa độ điểm M là xm, im, zm. Thế từ đấy ta sẽ tính được tọa độ của các vector MA, MB, MC như sau. Và dựa vào đây mình sẽ tính được tọa độ của cái vector MA cộng vector MB trừ vector MC. Ta cũng sẽ tính được tọa độ của vector AB để từ đó suy ra tọa độ vector 2 nhân AB. Sau đó ta sử dụng điều kiện để hai vectơ bằng nhau là các thành phần tọa độ tương ứng bằng nhau ta sẽ thu được một hệ phương trình và hệ phương trình này sẽ giải được xm sẽ bằng 1 im bằng 4 và zm bằng âm 6 như vậy từ đây ta sẽ tìm ra được cái điểm m của mình có tọa độ là 1 4 và âm 6 như vậy thì ta sẽ chọn cái phương án là B ví dụ thứ tư trong không gian OXYZ cho hai điểm điểm A có tọa độ 1 1 2 và điểm B có tọa độ âm 1 3 với 0 M là điểm thay đổi trên trục OZ giá trị nhỏ nhất của biểu thức T bằng MA bình phương cộng MB bình phương là câu A 12 câu B 14 câu C 13 và câu D 11 để giải bài này thì ta sẽ chú ý khi điểm M thay đổi trên trục OZ thì sẽ có hoành độ và tung độ đều bằng 0 cả. Như vậy ta có thể gọi tọa độ điểm M có dạng là 0, 0 và A. Từ đó thay vào công thức tính khoảng cách giữa hai điểm để ta sẽ tính được biểu thức MA bình phương và biểu thức MB bình phương. Sau đó mình sẽ thu được giá trị biểu thức T và dựa vào đó ta sẽ đi tìm giá trị nhỏ nhất của T. vì m thuộc trục oz nên ta giả sử tọa độ m là 00a với a thay đổi. Dựa vào công thức tính khoảng cách giữa hai điểm ta sẽ tìm ra được MA bình phương là sẽ bằng a bình phương trừ 4a cộng 6. MB bình phương sẽ bằng a bình phương cộng 10. vậy thay vào đây ta sẽ tính được cái biểu thức T bằng MA bình phương cộng MB bình phương sẽ bằng 2 lần A bình phương trừ 4A cộng 16. Và nhóm lại ta sẽ được là 2 lần A trừ 1 tất cả bình phương cộng 14. Thì biểu thức này luôn lớn hơn bằng 14 với mọi giá trị A thuộc R. Dấu bằng ở bài toán này xảy ra khi và chỉ khi A bằng 1. Như vậy ta sẽ kết luận được giá trị nhỏ nhất của T là bằng 14 và nó đạt được tại điểm M có tọa độ là 0, 0 và 1. Như vậy ta sẽ chọn cái phương án là B. Ví dụ 5. Trong không gian OXYZ cho hình hộp ABCD chấm A phết, B phết, C phết, D phết. Biết điểm A có tọa độ 1, 0, 1. Điểm C 2, 0, 2. B phết, tọa độ 4, 6, âm 5. Điểm D phết, tọa độ 3, 4, âm 6. Tọa độ điểm A phết là A, 3, 5, âm 6. Câu B, 2, 1, 2. Câu C, 3, âm 5, 6. Câu D, 2, âm 1, âm 2. Ở đây ta quan sát cái hình hộp. Đề bài cho tọa độ các điểm A, C và tọa độ điểm B', phết, D'. Phết. Yêu cầu sẽ tìm điểm A'. Phết. Với hình hộp thì ta có thể phát hiện là các cái vectơ vectơ A', vectơ B', vectơ C', C vectơ D', D phết là bằng nhau. Như vậy chỉ cần tìm được tọa độ vectơ này thì ta có thể tìm được ngay điểm A phết. Tuy nhiên bây giờ làm cách nào để có thể sâu chuỗi được từ tọa độ điểm A, C, B phết, D phết để ta đi tìm được cái vector A phết. ta sẽ sử dụng cái tính chất của hai cái hình bình hành ABCD và hình bình hành A phết, B phết, C phết, D phết. Nên ở đây nếu ta lấy tâm của hai hình bình hành xem M là tâm của hình bình hành ABCD và M -phết là tâm của hình bình hành A -phết, B phớt, C phớt, D phớt, thì vector MM sẽ bằng vector A -phết. Và ở đây thì ta hoàn toàn có thể tính được tọa độ của điểm M với M -phết. vì M chính là trung điểm của AC, và M -phết thì là trung điểm của B phớt, D -phết. Và dựa vào tọa độ của vector MM thì ta có thể tìm được tọa độ điểm A phớt. Ta có lời giải như sau. Gọi MM lần lượt là trung điểm của AC và B -phết, D phớt khi đó ta sẽ tìm được tọa độ điểm M 3 phần 2, 0, 3 phần 2. Điểm M phết tọa độ 7 phần 2, 5, âm 11 phần 2. Và suy ra được vector M M có tọa độ là 2, 5, âm 7. Giả sử điểm A tọa độ X A Y và Z thì ta sẽ tìm được vector A phết bằng vector MM M, M phết. Do đó ta sẽ được cái hệ phương trình và từ hệ phương trình này sẽ giải được XA' phết bằng 3, YA' phết bằng 5, z bằng âm 6. Ta suy được tọa độ điểm A' phết là 3, 5 và âm 6. Như vậy ta chọn phương án A. Tiếp theo ta sang ví dụ thứ 6. Trong không gian OXYZ, cho điểm A có tọa độ 1, 2, 2. Điểm B tọa độ âm 2, 8, 4. Điểm M thay đổi trên mặt phẳng OXY. Khi biểu thức MA cộng MB đạt giá trị nhỏ nhất thì tọa độ điểm M là A, B và C. Giá trị biểu thức A cộng B cộng C bằng A âm 2, B 0, C 2 và D 4. Phân tích ở bài này thì ta sẽ thấy ngay là điểm M thay đổi trên mặt phẳng OXY như vậy thì điểm M sẽ có cao độ bằng 0. Tức là C ở đây sẽ bằng 0. Nên ta chỉ cần đi tìm A và B. Điểm khó khăn ở bài này thì ta sẽ thấy ngay cái biểu thức MA cộng MB. Trong công thức tính khoảng cách hai điểm thì MA cộng MB. MA và MB này đều có chứa, biểu thức có chứa căn Và ở đây ta có tới hai cái hai cái biến số là A với B cần phải tìm. Như vậy việc tìm giá trị nhỏ nhất của tổng hai dấu căn có chứa hai cái biến A và B thì cũng khá là khó khăn. Do đó ta sẽ phân tích lại cái yếu tố hình học của bài toán để từ cái yếu tố hình học mình sẽ tìm được, được lời giải của bài toán này. Đầu tiên là ta phát hiện ra M thay đổi trên mặt phẳng OXY. Còn hai điểm A và B đều có cao độ lớn hơn không. Điều này có nghĩa là A và B sẽ nằm về cùng một nửa của không gian với bờ là Cái mặt phẳng OXY như hình vẽ. Ta sẽ quay lại một cái bài toán cũng khá là quen thuộc ở học kỳ 1. Cho hai điểm A và B nằm ở cùng một nửa không gian với bờ là cái mặt phẳng OXY và M thay đổi trên mặt phẳng OXY. Vấn đề đặt ra là ta cần tìm vị trí của điểm M sao cho MA cộng MB đạt giá trị nhỏ nhất. Thì lời giải của bài toán này ta sẽ chọn C là điểm đối xứng của A qua mặt phẳng OXY. Thì khi M thay đổi trên mặt phẳng này ta sẽ luôn có MA bằng với lại MC. Như vậy MA cộng với MB thì sẽ thành là MB cộng với MC. Và sẽ luôn luôn lớn hoặc bằng BC. Ở đây B và C là hai điểm cố định, như vậy độ dài BC không đổi. Do đó thì giá trị MA cộng MB này sẽ đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi m chính là giao điểm của đoạn thẳng BC và mặt phẳng OXY. Ta quan sát vị trí của điểm A trong không gian. Điểm A có hoành độ là 1, tung độ là 2, cao độ là 2. Nếu ta gọi C là điểm đối xứng của A qua mặt phẳng OXY thì ta sẽ thấy ngay là điểm C có hoành độ và tung độ giống với điểm A. Và cao độ của C là đối với điểm A. Nếu gọi C là điểm đối xứng của A qua mặt phẳng OXY, thì ta sẽ có điểm C tọa độ là 1, 2, âm 2. Thì M thuộc mặt phẳng OXY nên MA sẽ luôn bằng MC. Như vậy MA cộng MB sẽ bằng MB cộng MC, luôn lớn bằng BC không đổi đẳng thức sẽ xảy ra khi M là giao điểm của BC và mặt phẳng OXY. Vấn đề là ta sẽ đi tìm cái giao điểm của BC và OXY bằng cách nào? Ta tính được vectơ BC có tọa độ là 3 âm 6 và âm 6. Điểm M thuộc mặt phẳng OXY thì sẽ có cao độ bằng 0, tức là C bằng 0. Như vậy tọa độ M sẽ là A, B và 0. Ta tính được tọa độ vectơ MC là 1 A, 2 B và trừ 2. 3 điểm M, B với C thẳng hàng thì từ đó ta sẽ có được vectơ MB, MC và BC cùng phương để ta ra được cái đẳng thức 1 trừ A trên 3 bằng 2 trừ B trên âm 6 bằng âm 2 trên âm 6. Giải hệ thống này ta tìm được A bằng 0 và B bằng 4. Như vậy ta sẽ ra được là A bằng 0, B bằng 4 và C bằng 0 để suy ra được tổng A cộng B cộng C bằng 4. Ta sẽ chọn phương án D. Vừa rồi chúng ta đã ôn tập về công thức tọa độ của vectơ Bài học chúng ta đến đây là hết. Chúc các em học sinh ôn tập tốt.